Xin chào các bạn gần xa. Hồi tối hôm qua mình có coi một cái video có người chia sẻ đó. Cái vấn đề chủ tiệm nail với lại thợ nail á, thì mình coi xong mình thấy có nhiều cái cũng ok, nhưng mà có nhiều cái làm cho mình cũng bức xúc tập hai nha các bạn. Thấy mặt của mình tươi như hoa vậy nhưng mà thiệt ra thì mình cũng sưng xa hột lụ lắm á. Ở đây có hai cái vấn đề mà mình thấy rất là bức xúc. Là thứ nhất là nói về cái vấn đề là chủ tiệm nail phải gọi lên sở lao động là báo cáo là thợ nail không có đi làm. Mình xin lỗi các bạn nha, thật sự ra chủ tiệm nail không cần phải làm cái gì cả hết. Tại khi mà một cái chỗ, một cái vùng nào đó người ta cho mở tiệm nail lại, mở tiệm tóc lại hay là mở những cái business lại á, thì sở lao động họ sẽ biết cái zip code ở đó. Khi mình khai tiền thất nghiệp thì trong đó mình phải có địa chỉ của cái chỗ mình làm, thì người ta sẽ biết là cái chỗ đó nó đã mở cửa rồi. Nếu mình không đi làm thì người ta sẽ không có qualify, mình sẽ không có nhận được tiền thất nghiệp. Cho nên có người nói là chủ tiệm nail phải làm cái này, phải làm cái đó là sai hoàn toàn nha các bạn. Tại vì sở lao động là của nhà nước, người ta không có ngu. Cái chỗ nào nó mở rồi là nó mở. Mình có khai thất nghiệp thì người ta hỏi là bị đuổi việc hay là bị cái gì đó, chứ không phải là mình cứ khai giống như mọi hàng tuần để mà lãnh tiền thất nghiệp. Cái đó là mình thấy là hơi bức xúc. Cho nên những người chủ nail nào mà nói là bắt buộc phải gọi lên sở lao động để báo, cái đó là hăm dọa thôi nha các bạn và các bác, các anh chị. Tại vì cái đó là hù dọa thôi, là nói như là bây giờ mấy người không đi làm, không nghe lời tôi sẽ tố cáo mấy người. Chứ không có chính quyền nào mà bắt chủ tiệm nào phải gọi lên để mà báo cáo. Tại vì khi mình khai mình không đi làm thì người ta sẽ biết là cái tiệm đó nó có mở cửa hay không. Còn nếu như người ta muốn kiểm chứng thì người ta có để gọi cái tiệm đó, hay là check coi cái tiệm nó có mở hay không. Nếu mà cái tiệm nó không mở thì nó sao anh lại đề vô là cái tiệm đóng cửa đi làm, cho nên người ta sẽ không cho tiền thất nghiệp. Nó là như vậy. Cho nên những người chủ nào nói tại vì phải làm gì, cái đó không phải. Tại vì ngày xưa với giờ người ta ăn trên ngồi trước quen rồi, cho nên giờ gọi thợ không bắt máy, không chịu đi làm. Thấy không? Tức quá. Mày không đi làm không cho mày ăn tiền thất nghiệp, cho mày chết luôn, cho mày ở nhà. Giờ mốt thì xin vô xin việc làm không cho việc luôn, kiếm việc làm tiệm nail khó không cho mày. Ai biểu hồi đó kêu đi làm chịu làm chứ. Cái đó là ép buộc người ta đi làm. Ok. Cái điều nữa mà nó cũng liên quan tới cái vấn đề đó nữa, đó là cái vấn đề tình người. Cái cô này hình như cổ là chủ tiệm nail và cũng là chủ tiệm supply luôn, cho nên cổ rất là bức xúc. Tại vì thí dụ mình nghĩ là mình chủ mấy tiệm nail, tiệm supply, tự nhiên là nail đóng cửa 2-3 tháng, tiền rent thì mình phải trả đủ thứ các cái chi phí hết, mà mình ngồi đó mỗi tháng mình vô mấy trăm sắp ha, bây giờ tự nhiên mỗi tháng mình không có vô, mình phải chia ra nữa. Cho nên ở không á, thì cái mông mình nó nóng, cho nên chỉ nhiều khi có thể là chỉ suy nghĩ chưa có kỹ, cho nên chỉ phát ngôn những cái từ ngữ nó như vậy ha. Mình thấy cái vấn đề đó rất là làm cho mình rất là bức xúc, nhất là cái người mà dùng cái chữ tình người giữa thợ và chủ. Khi con người mà người ta thất thế đó thì người ta hay dùng cái tình cảm để mà người ta lấy cái sự giúp đỡ của mình. Giờ này giúp đỡ này đó là dùng tình người. Khi mà người ta có thế rồi á thì người ta đối xử với mình khác. Cái sự khác biệt như thế nào mình sẽ giải thích cho các bạn thấy cái tình người ở cái chỗ nào nha. Khi chưa có dịch, một người chủ mướn thợ bình thường thì cho là 6-4 đi ha, rồi vô làm ngon lành, thợ có bằng đàng hoàng, bằng nail đàng hoàng, làm 6-4 ok hết ngon. Xong có một người ở Việt Nam, ví dụ mới qua, mới định cư ở đây, đi cũng đi làm nail, tiếng Anh không biết nhiều mà chưa có bằng thì cũng mướn nha. Đừng có nói tôi là không có mướn người ai cũng có bằng hết nha, cũng mướn vô, nhưng mà trả sao, thí dụ 5 năm. Tình người là cái chỗ này nè các bạn. Người ta chân ướt chân ráo qua đây đi kiếm việc làm, tay nghề thấp, tay nghề yếu, làm rất chậm, khách thì chưa có khách hàng, làm thì làm rất là chậm.
Nhưng mà khi khách vô, chủ vẫn tính tiền, ví dụ 25 đồng làm cái manicure 25 đồng, vẫn tính người đó là 25 đồng. Thì tại sao lại cái người thợ vừa làm chậm, làm ra ít tiền mà làm ít khách, lại phải chia hết phần nửa cho người chủ? Đâu phải người chủ mướn cái người thợ đó là người chủ phải trả thêm tiền rent hay là trả thêm tiền supply hay là cái gì đâu. Làm manicure vẫn là làm manicure thôi, mình đồng hương với nhau mà, đúng không? Cái đó đó, tình người ở chỗ đó đó. Cái đó là trước khi có dịch. Các bạn nghĩ tình người ở chỗ nào? Đúng không? Chủ supply khai thuế, những người mua đồ supply trả tiền mặt khai hết hay sao? Có ăn gian thuế không? Cái đó mới là ở tù đó. Còn mình khai để mình ăn tiền thất nghiệp á, mình không qualify thì người ta không cho thôi, chứ không có mắc mớ gì ở tù. Hoặc là nó có lỡ cho thì nó đòi lại. Xong rồi mình khai gian nhiều quá thì bắt quá nó sẽ đòi cái tiền mà mình nó cho mình lại, rồi nó còn phạt mình tiền đó thôi. Chứ không ở không đâu mà bắt mình cái tội khai gian cho tù. Cho nên các bác mà không hiểu nhiều tiếng Anh không cần phải sợ. Tình người là chỗ này nữa nè. Tình người là người Việt Nam mình nhiều khi người ta có cơ hội, người ta nghĩ ta muốn đi thăm bạn bè, bà con, cô bác gì xa. Tại vì khi mà làm thợ chủ đâu có cho nghỉ đâu. Xin nghỉ vài tuần đi Việt Nam, nhiều khi cha chết, ông chết, bà chết, đi đám ma thì quả mai. Còn nhiều khi xin nghỉ cái nhiều khi đi chỗ qua mất cái việc làm, cái bàn của mình có người khác ngồi rồi. Tình người ở đâu? Khi mà người chủ làm vậy thì tình người ở đâu? Đi làm nail rất là cực khổ, hít vô chemical, có thể bị ung thư sau này. Tiền bảo hiểm ai trả, sức khỏe ai trả? Đó là như vậy, đúng không? Tình người ở cái chỗ nào? Khi mà mình ăn trên ngồi trước người ta, nhà có 2 3 căn cho mướn, còn thợ thì ở mướn ở phòng 300 400 hay 200 300 gì trong cái nệm nằm. Tình người ở đâu? Lúc đó tại sao không nói tình người, đúng không? Thợ nail rất là cực khổ, đi làm không có PTO, pay time off, có nghĩa là vacation, đi làm cu ly trong hãng cu ly của Mỹ thôi. Thì các bạn cũng sẽ được, ví dụ mình làm 1 năm thì mình được 1 tuần hay 10 ngày hay là 2 tuần vậy, mình nghỉ vacation mình vẫn được ăn lương, mình có thể đi thăm bạn bè, bà con, ông bà cha mẹ. Còn mình còn có thêm sick day, rồi mình có thêm personal day, những ngày bệnh, rồi những ngày riêng tư, ví dụ mình muốn dẫn con đi chăm răng hay là gì, mình vẫn có thể xin nghỉ mà mình không có bị trouble hay problem gì hết. Cái đó đi làm cu ly cho hãng. Tình người ở đâu? Chủ tiệm nail, một người không biết tiếng Anh, tay nghề thấp, vô trả lương còn ít hơn những người biết làm giỏi. Những người ta làm giỏi, một tuần ta làm ra 1.000 mấy, 2.000, thí dụ vậy đi. Còn những người ta làm chậm, một tuần ta làm có 300 400, người ta chậm quá, người ta già, người ta không biết tiếng Anh, người ta không có đi kiếm việc làm khác. Thí dụ mình đồng hương nhau, mình giúp đỡ, mà giúp đỡ gì? Ăn trên xương máu của người ta. Cái đó là ăn trên xương máu, thật sự là như vậy. Các bạn suy nghĩ coi mình nói có đúng hay không, đúng không? Chủ tiệm nail, chủ supply. Trong khi đó bây giờ á, những người làm nail á, họ cảm thấy ô mình làm cực khổ 50 năm nay rồi, giờ có cơ hội mình nghỉ nhà sướng, thay vì mình lay cho người ta thì không. Bây giờ được mở tiệm rồi cái bắt đầu sợ tốn tiền rent này nọ, tại vì ăn quen rồi, mỗi tháng vô cả chăm sóc rồi quen rồi, bây giờ không có vô mừng ra nữa, cho nên nóng đến. Nó là như vậy thôi. Còn cái chuyện mà nói giờ tôi gọi mà không sao không bắt máy, cái vấn đề là như thế nào? Bây giờ tiệm 16 người, 20 người thợ, mà trong khi đó bây giờ á, cái luật ra là cách ly khoảng bao nhiêu feet đó, như vậy thì giờ tiệm chỉ có được chứa đến 10 người thôi. Vậy còn 10 người kia làm sao? Có xây dòng cho người ta không, hay là chê tay người ta dở, người ta không có bằng, người ta ít khách. Cho nên bây giờ là khỏi đi thôi, ở nhà luôn đi. Vậy cái người ở nhà đó họ có được chủ chu cấp tiền để trả tiền nhà không? Không phá con. Các bạn suy nghĩ đúng không? Tình người là ở chỗ đó. Còn nói bây giờ thợ cũng phải nghĩ cho chủ cũng phải nghĩ cho thợ. Chủ đã từng nghĩ cho thợ hay chưa? Khi mà mình ăn tiền xương máu của người ta như vậy, người ta già, người ta qua đây, người ta vẫn phải đi làm, cong lưng ra, người ta đi làm. Mình ăn hết phân nửa trên tiền xương máu rồi, đúng không? Thí dụ bây giờ cái cô khách vô nó, chị làm cái này nhưng mà cái bác này làm chậm nè,
Bây giờ thay vì là 25 đồng mình tính 20 thôi, thì mình đồng ý là cái tiền nó bị mất đi, thì chủ việc chia như vậy để chủ lấy lại cái số của chủ, tại vì người ta phải trả tiền rent này nọ, mình đồng ý. Nhưng mà vẫn tính người ta 25 đồng, tại sao lại ăn hết phần nửa cái tiền của thợ làm, trong khi đó người ta làm rất là cực khổ, tại vì tay nghề người ta thấp. Còn cái người tay nghề cao vô làm bụp cái 15 phút ra là lấy tiền ngọt ơn, đúng không? Tình người ở chỗ đâu khi mà nói về vấn đề đó. Cho nên đừng có mang cái tình người ra khi mình sa cơ thất thế, mình nói tình người giờ giúp tôi, tội nghiệp tôi này nọ. Cái lúc mà giàu sang thì tại sao không thấy nói cái chuyện đó, đúng không? Bây giờ cái lúc mà mình không ấy thì lại nói, xin giúp tôi rồi này nọ là sao, đúng không? Cái gì cũng vậy hết. Chơi kiểu đó là chỉ có ra D mà chơi với dế thôi, chứ không ai chơi với mình hết. Thợ nail bên đây nhiều người làm nail giỏi, thợ lâu, tiếng Anh biết nhiều, đâu phải muốn hù người ta là hù người ta, đâu phải ngu đâu, đúng không? Còn có thêm một cái nữa mình rất là bức xúc là cái vấn đề gì, nói có hai tiệm, một tiệm là toàn Mỹ làm không, làm sao? Tôi cũng là người Mỹ nè, nhưng mà tôi là gốc Việt. Mỹ làm không ý là Mỹ da trắng, Mỹ da đen hay là Mỹ Mỹ xì. Cái tiệm đó Việt Nam là chỉ những người Việt Nam chưa có vô quốc tịch Mỹ, chỉ là những công dân thường trú ở đây thôi hay sao, mà nói là ô tiệm Mỹ, mấy người Mỹ đi làm hết. Giờ sao nói người Việt Nam mình không chịu cực khổ làm biếng, không bằng người Mỹ hả? Nói như vậy cũng rất là sai. Người Việt Nam mình không có người nào mà chịu khổ qua khỏi người Việt Nam của mình hết. Người Việt Nam mình xảy ra biết bao nhiêu chiến tranh mà vẫn có thể sống sót tới giờ này, biết bao nhiêu rồi đó, lập nghiệp từ bàn tay trắng mà đi lên. Nếu mà nói về chịu khổ cực thì không có ai chịu khổ cực bằng người Việt Nam hết, chứ không có thể nào mà chê bai một con sâu làm rầu nồi canh. Dĩ nhiên giống dân nào cũng có một con sâu để mà làm rầu nồi canh, không phải ai cũng tốt hết hoàn toàn, nhưng mà mình không nên nói như vậy. Mình nói như vậy là chẳng khác nào mình chê người Mỹ gốc Việt là làm biếng, không chịu làm, tối ngày ăn gian nói dối. Vậy thí dụ khi mình làm chủ nail supply, mình đi khai thuế, mình ăn gian thuế, thì mình có nói mình là người ăn gian thuế không? Tại vì ăn gian thuế cái đó mới ở tù nặng á, vừa phạt phạt nặng mà còn ở tù nữa. Còn cái chuyện mà lấy cái tiền thất nghiệp là chuyện bình thường. Tiền thất nghiệp đâu phải là của nhà nước cho, nhà nước chỉ cho cái tiền 600 bị dịch xảy ra để giúp đỡ thôi. Còn cái tiền thất nghiệp là cái tiền hàng tháng cái W2 mình phải đóng vô trong đó, mình phải làm thì mình mới được lấy. Còn những người không có đóng tiền thất nghiệp thì giờ lấy đâu ra lãnh, đâu có lãnh được. Đâu phải mình cứ khai thuế hàng năm là mình lãnh được đâu, mình phải có đóng vô mình mới lãnh, hiểu không? Cái vấn đề là nó như vậy. Bởi vì bức xúc nhiều cái cho nên khi mình nói cái gì mình phải suy nghĩ kỹ. Ôi, con của mình giờ nó quậy quá rồi. Nói chung là mình hơi bức xúc. Có gì bà con cũng thông cảm. Nếu mà có nặng lời quá thì bà con cô bác thông cảm giùm. Mình nói mỗi người một ý như vậy thì cái ý của mình như vậy. Nếu bà con thấy thấy mình nói đúng thì chia sẻ giùm. Đăng ký kênh của mình. Để có những video mới thì thường thường video của mình là nói về trồng cây đồ, hoa quả đồ, chứ cũng không có ít nói về vấn đề này lắm. Nhưng mà tại vì dạo này không có gì làm cho nên coi rồi bạn bè chia sẻ mấy video này, mình coi mình thấy bức xúc cho người người Mỹ gốc Việt của mình, cho nên mình mới lên tiếng. Rồi các bạn giữ gìn sức khỏe ha, có ai đi làm thì cẩn thận. Cẩn thận càng nhiều càng tốt, hiểu không? Mình bắt buộc phải đi làm thì phải đi làm thôi, mình phải sống thôi, nhưng mà người Việt mình thì rất là giỏi rồi. Rồi chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha.